Em xin chào cả nhà. Lời đầu tiên em xin chúc cả nhà một lời chúc sức khỏe, một lời chào tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Vâng, và tiếp tục là những ngày đầu tuần của những ngày tháng năm rất nắng nóng. Em xin chân thành cảm ơn những người thợ máy cày, cũng những người đang xem kênh của em và những người đang theo dõi. Trong những ngày qua em đưa rất nhiều video lên, cũng được nhiều quý vị cũng như các bạn và cả nhà, các anh, các bác đã thương tình và đã theo dõi em và cũng đã góp ý cho em, comment cho em rất nhiều. Em xin chân thành cảm ơn. Và để hôm nay em tiếp tục lên một video của một người em gửi cho em một video ngắn qua Lai Dô, bán một chiếc đầu máy cày 2 cầu 825, máy của Mỹ và Malaysia hợp tác, kèm theo đầu của máy cày này 825 này đời 92 là máy 2 cầu, em nó bán 170 triệu quan thương lượng. Kèm theo chiếc đầu máy cày này với một dàn nội thất máy móc bao zin trọn gối, đồ kèm theo phụ tùng và cặp cánh cửa kính của xe vẫn đang còn, cabin đang còn, đầu đít có một cặp kiếm để lắp chảo, kèm theo xe của em nó là một dàn chảo kèm theo. Và chiếc đầu máy cày này hai cầu này, 4 chiếc vỏ mới thay, gai rất còn dày, nói chung là ít sử dụng vì điều kiện em nó quay sang buôn bán bất động sản cho nên em mới bán. Mong cả nhà chúng ta nếu ai theo được loại video này thì chúng ta sẽ điện qua số điện thoại 0394 326 198, em sẽ mời các bác lên xe, em chở đến nơi. Đấy, đến nơi các bác sẽ hai bên thương lượng và trả giá nếu ta thấy ưng. Còn ở trên video thì là chỉ là nhìn bằng hình thức và bề ngoài. Còn nếu chúng ta trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một rờ thì chúng ta đi với em, các bác điện với em đón các bác và đến xem. Hai bên gặp nhau ta nói chuyện, một ly cà phê ấm tình đồng chí. Đấy, đoạn đường dài ta mới thấu hiểu lòng nhau. Trên xe của em thì em bao các bác luôn, có đâm bóp bắt ra. Đấy, máy lỗ tai lỗ mũi cho các bác, cái này em bao, các bác yên tâm. Và hôm nay video này cũng gửi đến chúng ta và các bác là một chiếc đầu máy cầu, máy cày 2 cầu màu đỏ chót. Em nó là đít, coi như là cao, gầm lớn, chim to hám động. Máy này mà về mà chày cày thì thôi rồi, của anh là chết chứ không ngờ. Rất tuyệt vời quý vị nha. Đấy, tất cả bánh xe đều là mới hết. Đấy, thì em có nói thì máy là đang còn bao rin luôn. Đấy, của Mỹ và Malaysia hợp tác đấy. Cho nên là chúng ta còn có hỏi em là tại sao có Belarus ở đó. Thì cái Belarus này là để lên thôi chứ không phải là Belarus. Máy của Mỹ và Malaysia hợp tác. Đấy, nói chung mọi cái từ ốc cho đến tất cả phụ tùng là đang còn bao rin cho các bác. Rồi cuối cùng thì các bác cũng đã nhìn được em đó rồi. Thì em lên video, mong các bác nhớ xem, like cho em để chuyển đến mọi người. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại video sau. Xin chào.